hello dạ, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của các việt thì hôm nay em xin tiếp tục cập nhật một số thông tin liên quan đến ceo nguyễn phương hằng à, bởi vì à, khi mà chúng ta theo dõi cái vụ việc này thì à, ai cũng thấy rằng đôi khi bà hằng có những lúc bức xúc thì à, dùng những từ ngữ hơi nặng nề nhưng mà sâu thẳm bên trong đằng sau cái, cái những cái lời phát ngôn đó đó thì à, bà hằng dành tất cả cho những người có hoàn cảnh khó khăn à, những trẻ em có hoàn cảnh, hoàn cảnh đặc biệt đúng không À, tuy nhiên á thì um, những cái người không thích bà hàng á thì họ lại tìm mọi cách để họ xuyên tạc, họ chống phá, thậm chí là họ chửi bới rồi họ đặt điều du khống đủ thứ hết à, để làm sao cho bà hàng dừng lại, không có tiếp tục cái lý tưởng của bà hàng, đó là không có tiếp tục cái không có tiếp tục duy trì cái quỹ từ thiện hàng hữu. À, tuy nhiên thì um, vượt qua tất cả những cái lời đơm đặt đó thì hôm nay bà hàng đã mở lại cái quỹ từ thiện hàng hữu. Thì có lẽ rằng đây cũng là một cái điều rất là nhục nhã cho những cái người không thích bà hàng rồi đúng không à, đặc biệt là những cái à, tay hơi to to à, có những cái mát có những cái cv nó hơi được hơi đẹp đẹp chút xíu đó à, họ lấy cái cv đẹp đó để họ đối trọng với bà hàng mà à, tuy nhiên thì cái cv đẹp nó không có đồng nghĩa với cái nhân cách đẹp đúng không à, những cái người được mệnh danh là nhà báo ha là luật sư ha những cái nghề mà trước đây có thể nói rằng à, người ta cứ ship cái, cái những cái loại người đó đó nó chơi một bậc nhưng mà ngày nay thì nó quá ê chè rồi À, chính những cái con người này đã làm cho cái danh đó cái danh luật sư cái danh nhà báo đó nó nó vấy bẩn đi đúng không nó rất là ê chề đi à, chẳng hạn như à, luật sư hèn ni nè đúng không luật sư thanh trần à, luật sư huỳnh như à, mai mốt thì có luật sư đinh lan nữa à, rồi à, một nhà báo cũng rất là tiếng tâm đó là anh hiển anh hiển của báo pháp luật hồ chí minh đúng không và anh này à, dường như rất là cay cú cái câu chuyện của bà nguyễn phương hằng thế cho nên đã À, giống như là kêu gọi ha à, luật sư của ảnh đã kêu gọi tất cả những cái người mà không thích bà hằng đó, liên kết nhau để tấn công bà hằng thì cái chuyện đó thì chúng ta đã biết rồi mà làm được hay không là một cái vấn đề à, và hôm nay khi mà báo pháp luật rất là tích cực để tấn công bà hằng yêu cầu là khởi tố yêu cầu là xử gấp này kia cái nọ đó thì bà hằng đáp trả bằng một buổi livestream giữa trưa à, cũng rất là hay và qua đó thì bà hằng đã có truyền tải một cái thông điệp cực kỳ là hay và nhắm thẳng vào anh hiển à, đó là bà hằng sắp tới đây à, sẽ dùng cái chiêu bài thứ hai à, cả nhà cũng biết rồi đó trong cái câu chuyện của bà nguyễn phương hằng thì có hai cái cái bài tẩy mà nói chung là đánh đâu thắng đó thứ nhất là lá bài sao kê cả nhà thấy có thời điểm đó cái thời điểm mà sao kê nổi lên đó là hầu như trên tất cả những cái hội nhóm những cái nền tảng mạng xã hội á thì đâu đâu cũng thấy sao với kê hết à, và quan trọng là những cái người mà bị đặt cái chữ sao kê đó trước mặt ấy, thì họ rất là sợ đúng không ngay cả ca sĩ nhạc sĩ duy mạnh cũng sáng tác một cái bài mà sao không sao kê đi thì họ vẫn im lặng thôi những cái người mà bị nhắc tên vẫn im lặng thôi à, và hôm nay thì bà hằng tiếp tục dùng cái lá bài tẩy thứ hai à, và cũng đã rất thành công trước đây rồi à, thành công với uh, thanh trần à, thành công với thầy ông nội à, thành công với Hẹn uh, ni À, đi tới đâu thì điều họ đều có ro rút đầu giống như con rùa vậy đó rút đầu vô hỏng rùa thì cũng là khỉ độ khỉ gì đó à, núp lầm ở ban công rồi à, bắt đầu à, siết khỉ với đó, không? À, do đó đó cái lá bài này bà hàng tiếp tục lấy ra để à, đánh à, kêu bằng à, chơi với à, anh Hiển à, đó là sẽ đi à, đến tận nơi à, lục mọi ngõ ngách để tìm gặp anh Hiển và đối chất à, cái lá bài thứ nhất là sao kê đánh đầu tháng đó lớ bài thứ hai là đối chất ừ. và chắc chắn một điều rằng anh hiển mình nghĩ cũng sẽ không khác gì hàng ni thanh trần hay là thầy ông nội đâu à, vẫn chọn cái bài cũ bởi vì bà hàng cũng đã từng đến cơ quan bác pháp luật rồi và anh hiển nấp trên lầu thôi à, nhìn bà hàng từ xa xa thôi và mình nghĩ lần này chắc nó cũng không có không có khác đâu nhưng mà lần này là mạnh hơn nha bà hàng nói rằng sẽ đi đến à, tòa soạn báo nè là thứ nhất đúng không đi đến cơ quan của anh hiển nếu mà anh hiển không chịu gặp và tổng biên tập không chịu gặp thì bà Hằng sẽ đi đến tận nhà, à, tận nhà để hỏi một câu thôi là tôi bắt tội gì mà anh lại đòi khởi tố tôi đúng không? À, thì nói chung á là cái vụ việc này theo mình nghĩ nó sẽ nóng hơn cái cái câu chuyện của hàng ni nữa bởi vì anh hiển là một người có cái gì đó phải cao hơn Hèn ni đúng không? cao hơn hàng ni rất là nhiều bởi vì hàng ni thật ra nếu mà nói thì cái danh của cổ thì nó nhiều đúng không một cái danh thì nhiều nào là luật sư nào là nhà báo nhưng mà rất là nhiều những cái người mà có trí thức người ta đã nhận định cái cô này nó cũng rất là thấp kém rồi đúng không từ cái cách dùng ngôn ngữ rồi cách diễn đạt của cổ nó, nó không có chuẩn mực à, mặc dù cổ luôn đu bám bà hàng rồi nói bà hằng là người có phát nôn ngôn thế này thế kia nhưng mà thật sự chúng ta cứ so đi bây giờ cô hằng ni đó cổ nói là cổ là người tài giỏi người xinh đẹp hay là người giỏi gia gì không biết nhưng mà so với cái, cái, cái lượng fan đi à, thì bây giờ bà hàng hô là một tiếng không phải là kêu gọi fan đâu mà nói tôi sẽ đến đó là có có hàng ngàn người người ta đến đó người ta chờ đúng không người ta chờ đợi sẵn để được gặp bà hàng thôi à, còn hàng đi thì sao biết cái nhà đó luôn rồi đó có ai lại đó xin chữ ký đâu nó không đơn giản thôi chúng ta chỉ uh, nhìn uh, nhìn những cái gì diễn ra trước mắt và thấy được cái sự thật như thế nào là chúng ta tự đánh giá được rồi à, còn tối tối ngày lên nói đạo lý là tôi là hay lắm tôi là ho lắm không à, tôi biết chiếc khỉ rồi luôn mà không ai coi chứ không à, tự tự xưng mình biết chiếc khỉ luôn mà đâu có ai lại sẽ xin chữ ký đâu à, trong khi bà hàng chỉ nói cái đó ờ tới ngày đó tôi đưa đến đó thôi chứ đâu kêu gọi đâu không kêu gọi ngàn đó mà À, không phải nếu như là phải lên live stream nói ha à, bây giờ bà con thương tôi á, thì tới ngày đó đó hãy tập trung lại đó thật nhiều tập trung rất đông tôi sẽ gặp tôi đối chất với hèn ni hay gì đó thì đó mới gọi kêu lỗi còn bà hàng không có nhớ không hoàn toàn không có hẹn ni hứa hẹn rủ rê và hàng lại nhà để nghe nhạc để uống cà phê rượu vụ vang gì đó thì bà hẹn nhận lại và đi đến đó thôi nhưng mà cái quan trọng á là một công đôi ba chuyện luôn Đúng không bà hàng đến đó gặp hàng ni là một nè đối chất là hai nè xem lòng dân người ta đứng về phía nào nè và quan trọng là đem hồ sơ lên tới đó tới cơ quan chức năng đó công an đó để xem người ta giải quyết cái vụ việc này hay không đúng không tại vì à, giữa bà hàng và hàng ni là trước đây đâu có mối liên hệ gì đâu đâu có gì gọi là thân tình đâu đúng không cho nên á phải nhờ pháp luật can thiệp à, và trước đó thì bà hàng cũng có nhờ rồi nhưng mà người ta À, có lẽ là nó chưa có đủ đô cho nên người ta chưa có xúc tiến cái việc đó à, cho nên đành đành rằng bà hàng phải đi đến đó đúng không mà mang nói chung là một vàng vệ sĩ hay là công ty bên thầy bà hàng đi thôi những cái người nhân viên bên công ty đi thôi chứ bà hàng đâu có kêu gọi đâu nói, tất cả anh em ai mà thương yêu tôi hãy đến đó thì đó mới gọi là kêu gọi bọn này nó không có đâu ngày đó tôi sẽ đến đó gặp hàng đi để đối chất à, hoặc là đến đó đi uống rượu vang đó nhưng mà vẫn quy chụp thì cái chuyện quy chụp thì kể người ta nhưng mà ai nhìn nhận ai nhìn thì ai thấy người ta nhìn ta thấy người ta nghe ta hiểu hết rồi à, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều à, còn những cái người mà cứ thích bịa đặt thì à, sau này miệng họ có dồi ráng chịu à, rồi quay trở lại với anh hiển á thì à, ngoài cái câu chuyện là bà hằng sẽ đến thăm anh hiển ở cơ quan cũng như là ở nhà riêng thì à, có một cái vấn đề mà À, anh em trên cộng đồng mạng cũng bàn tán xôn xao từ khi anh hiển đăng một cái status tết à, nói chung là công kích bên phía nga trong cái cuộc chiến nga và ukraina đó à, thì chúng ta đều biết rằng là lập trường ở bên phía việt nam mình là bỏ phiếu trắng trong cái cuộc chiến giữa nga và ukraina rồi à, đó là cũng đường lối về chính sách của đảng à, của đảng và nhà nước thì anh hiển cũng là một đảng viên nhưng mà ảnh lại À, nói chung là công kích nga thì xem ra ảnh không có đi theo cái con đường cái mà mà, mà đảng đã đưa ra đúng không à, hình như là anh này cũng đang mượn cái mát là người của đảng nhưng mà lại có suy nghĩ nó khác hay sao đó à, kiểu kiểu như giống như bên tà am vậy đó họ mượn cái mát đạo phật để họ trục lợi rồi họ phỉ bán đạo phật mình không biết anh hiển có mượn cái mát là đảng viên rồi có đi ngược lại cái lợi ích của đảng và nhân dân hay không nhưng mà xem ra cái đường lối trước mắt đó, là anh đã đi ngược lại rồi đó. À, anh không biết là đi ngược lại hay không nhưng mà giống như chọn sau lưng vậy. Rõ ràng người ta hôm trước người ta đã chọn phiếu bỏ phiếu trắng trong cái công trong cái chuột chiến đó rồi. Nhưng mà hôm nay thì anh lại phân tích, bình luận, nhận định gì nó nó khác so với cái đường lối mà đảng đã chọn. À, giờ đó mấy chú mấy bác cũng nên xem xét lại tư cách đạo đức và cái lối sống, cái suy nghĩ của cái anh này nha. À, anh hiển này à, xem ra thì cũng hơi bị căng nữa nha cả nhà hơi bị căng à, thì à, hôm nay bà Hằng chia sẻ một số cái vấn đề liên quan đến anh hiển và chắc chắn một điều rằng à, sắp tới đây bà Hằng sẽ có một cái cuộc hành trình đi à, tìm anh hiển giống như đó, là tìm nhà của Hằng ly đó cả nhà à, thì à, có lẽ là cái vụ việc nó sẽ tiếp tục ồn ào và chắc chắn một điều mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc đi đến đến đó để nghe ngóng và hóng tin tức rồi sau đó sẽ chia sẻ đến cả nhà ha bởi vì chắc chắn một điều nếu mà chúng ta không đi chúng ta không có tận mắt chứng kiến thì những cái vụ việc nó diễn ra rồi người khác thì họ lại xuyên tạc và chắc chắn là những cái người tiếp nhận thông tin nó sẽ không có hiểu đúng về cái sự thật ở đó những gì diễn ra ở đó đúng không cho nên mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian công việc để đi đến đó và truyền tải những thông tin cho cả nhà ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại.